Tiểu sử ca sử Như Quỳnh. Như Quỳnh tên khai sinh là Lê Lâm Như Quỳnh, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại thành phố Huế, quê ở Đông Hà, Quảng Trị. Cô là con gái đầu lòng của một gia đình gồm 3 người con với 2 người em trai. Lý do chính khiến cho Như Quỳnh không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn là hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế. Sau khi tốt nghiệp trung học, Như Quỳnh với tấm lòng rất thương mến trẻ thơ đã tình nguyện công tác với nhà văn hóa thiếu nhi để tập múa và tập hát cho các em. Do sự khuyến khích của mẹ và bạn bè, Như Quỳnh ghi tên tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1991 và đã đạt được giải đặc biệt. Đó là số điểm tuyệt đối dành cho thí sinh mà trước đó đến nay chưa có thí sinh nào đạt được thành tích như vậy tại cuộc thi tiếng hát truyền hình. Bởi vậy, Như Quỳnh là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Về cuộc sống đời tư, Như Quỳnh đã kết hôn với kỹ sư không gian là Nguyễn Thắng, hiện đang công tác trong cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, và họ có một người con gái tên là Melody Đông Nghi vào năm 2007. Hiện tại, Như Quỳnh đang có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc ở Mỹ. Nhưng đến tháng 6 năm 2015, thì Như Quỳnh chính thức ly dị chồng vì không mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng vẫn bù đắp cho đứa con gái của mình là Đông Nghi để không cảm thấy bé bị thiệt thôi. Nhiều người cho rằng cuộc đời Như Quỳnh giống như ca khúc Phận được viết dành riêng cho chị, một người phụ nữ đẹp đến thế, lại trông chuyên đến thế, sinh ra trong gian khó. Nhưng Như Quỳnh vươn lên trong vòng tay của mẹ khi thiếu vắng hình bóng của cha. Tiếng hát giúp chị có được sự nghiệp nổi trội, nhưng đường tình duyên lại hết sức long đong. Tháng 10 năm ngoái, Như Quỳnh đồn thổi là sắp kết hôn với nam ca sĩ Ngọc Sơn, là đồng nghiệp lâu năm. Cả hai rất thân thiết và chơi với nhau từ lâu. Tin đồn khiến cho hai người phải lên tiếng đính chính. Với Như Quỳnh, chị không tính đến chuyện đi bước nữa vì không muốn con gái buồn. Sự nghiệp ở hải ngoại của Như Quỳnh lên như diều gặp gió từ năm 1994. Khi đó, nữ ca sĩ với gương mặt xinh như búp bê đã lay động được trái tim của người nghe với tuyệt phẩm Người Tình Mùa Đông. Rất nhanh sau đó, Như Quỳnh là một giọng ca được khán giả hải ngoại yêu thích với nhiều bản hit. Song hôn nhân lại không mỉm cười với chị. Ông xã chị đẹp trai như tài tử. Cả hai có con gái tên Đông Nghi vào năm 2007. Như vậy là chẳng bao lâu chị tuyên bố cuộc sống vợ chồng chấm dứt vì không thể mang lại hạnh phúc thật sự cho anh. Và sao như Như Quỳnh tự trách mình ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của con gái để con có một gia đình trọn vẹn. Chính vì vậy mà người đàn bà đẹp ấy luôn muốn bù đắp cho con. Chị không muốn tái hôn vì sợ con tủi thân. Chị vẫn đẹp lạ thường ở tuổi 49. Dù nhiều người còn để mắt, vẫn không muốn đi bước nữa. Mới đây trên trang cá nhân, Như Quỳnh chia sẻ cô con gái năm nay đã 12 tuổi, đang sắp cao bằng mẹ. Khán giả hết lời khen ngợi con gái Như Quỳnh xinh xắn cao ráo và gọi hai mẹ con như hai chị em.